ui giặc ác phết đấy, đùa đâu, đại trưởng. Nhưng mà cảm giác nó khác hơn tay vào trong thì không thấy nó sượng sượng đâu, lắc cảnh sướng lắm. Này, ui, nó rách phê cực. Ôi chào em. Hello anh. Ui hello. Đây để em bê hộ cho. Đây. Chào các bạn đã quay trở lại với Hacom. Thì lần trước chúng mình đã đến thăm nhà bạn Hiếu rồi. Các bạn chưa biết thì lần trước bạn Hiếu cũng mua của chúng mình một combo T300 năm đấy kia. Đúng rồi. Và bạn Hiếu buổi tối hay sẽ livestream lái xe. Các bạn có thể theo dõi TikTok của bạn Hiếu ở phần dưới phần mô tả video nhá. Thì lần trước thì chúng mình có ấy nhà bạn Hiếu và lắp cái combo T300 ở kia. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mình tư vấn trích thuốc các thể loại thì bạn Hiếu quyết định đổi sang Direct Drive để cho nó gọi là cảm giác nó thật sự phê. Đúng rồi, nó chân thật hơn. Thì em đã có thử cái Direct Drive ở đâu chưa? Thực ra là Direct Drive thì em đã có thử ở trên câu lạc bộ LT9. Nhưng mà nó là của Fanatec. Thì cái giá thành của nó cũng hơi cao. Thì thực ra là cảm giác của nó thì công nhận là sướng thật, nhưng mà giá cao quá. Thì sau khi tham khảo thì với cả được anh Đạt tiêm thuốc thì em thấy có con Monza này cũng hợp lý. Nên là em quyết định là muốn đổi sang Monza. Đổi Direct Drive cho nó sướng. Vâng, đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu công việc, đó chính là thay này vào cái cluster ở phía kia. Ok. Rồi, bây giờ thì trước khi chúng mình đi vào cái việc mà tháo lắp thì em có thể giới thiệu cho anh chút về cái khu vực livestream của em được không? Thực ra khu vực này của em thì nó cũng khá là cơ bản thôi. Ở đây thì em sẽ có một cái bay của T300 đi kèm với nó là bàn đạp của T300 luôn. Và ở bên này thì phanh tay và hộp số thì em dùng loại phanh tay rẻ tiền với cả hộp số là của anh Mai Thành. Tại vì là cái chi phí của nó khá là thấp. Còn cái hộp số mà đi theo con T300 thì lại hơi cao. Nên là em mới lắp một số đấy. Con T300 là con TH8A. Vâng. Trước này có dùng cái đấy. Vâng. Cũng hơi khá là nhiều vấn đề. Vâng. Đấy thì anh thấy thì tí chúng mình nói sau. Nhưng vâng. Ở đây các bạn thấy một khung nhôm. Các bạn có thể hoàn toàn tự làm theo kiểu này được. Vâng. Khung nhôm chế khá là dễ đúng không? Vâng. Cái này thì là em mua nhôm ở bên khu công nghiệp ấy. Người ta sẽ có nhôm định hình như này. Bây giờ người ta bán lẻ rồi. Ngày xưa ban đầu là em như video trước em nói rồi là người ta bán theo cây ấy. Nên là em phải tính, đúng rồi, em phải tính làm sao để mà cắt ra cho nó đủ, không bị thừa. Thừa tí thì thôi là đi mua cây 6 mét lại. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một con BT300 ở đây. Con bay này trước cho mình bán, con này vẫn còn bảo hành, chắc mới mua được mấy tháng rồi. Chắc khoảng hơn 2 tháng. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ tháo con bay ra trước khi chúng ta đến với những sản phẩm của Moza trong ngày hôm nay. Thì nữa mình lên list sau. Thì đây là bộ vô lăng cũ của Hiếu. Thì bây giờ chúng ta bye bye bộ cũ rồi thôi. Okay. Bye bye bộ cũ rồi thôi. À, bây giờ là tổng những cái gì Hiếu mua. Thì đầu tiên chúng ta có một cái combo Moza R5 cơ bản mà mình đã có review rồi. Ở đây cũng hơi... Đây combo Moza R5 mình đã có review rồi. Nhưng mà đặc điểm combo này đó chính là các bạn với Hiếu việc hay lái xe tải và nhận có drift. Thì cái vô lăng này là 28cm và nó vô lăng đi cắt. Nên là việc lái những xe đua nó sẽ hơi khó chịu. Vâng, đúng rồi. Thì đây, nó có một cái là ES Wheel Mode, tức là cái vô lăng sẽ to hơn. Do này cỡ 12 inch, tức là khoảng tầm 30cm. Ở tầm đấy, thì lúc cái drift vô lăng tròn nó sẽ dễ hơn. Vâng. Và phần gọi là phần vô lăng sẽ thật hơn là cái vô lăng 28cm. Vâng. Hơi đồ chơi một tí. Vâng. Thì chúng ta cần chân côn. Cần côn mà, bộ này. Đúng rồi. Bộ này chắc chắn là phải có côn rồi. Phải có côn để còn lái xuống sàn. Cuối cùng đây là một cái bộ rất là nhỏ và nó đó là cái Moza Brake Performance Kit để các bạn tăng cái cảm giác đạp và phanh nó đỡ bị nhẹ. Như mình nói trong bài review ấy, thì cái điểm yếu của Moza là cái phanh các bạn đạp, đặc biệt các bạn có rig như Hiếu này thì đạp sẽ bị nhẹ. Thì cái Performance Kit nó tăng cảm giác đạp và phanh và tổng combo này nó rơi khoảng tầm là 17 triệu. Các bạn có thể tham khảo link ở phía dưới, mình có để link hết rồi. À con này nó vẫn có cái vòng tour đây đúng không? Có vòng tour đây. Cái con 12 kia cũng có đúng không anh? Nó có mà, em chỉ thay đúng cái bạn thôi, rồi, còn lại là giữ hết. Ui, nhỏ thế nhở, nhỏ hơn em tưởng tượng ấy. Nhỏ nhưng mà khỏe. Sự đấy. Ui, nhưng mà cái setup cái kiểu của em ấy là nó hợp lý cực kỳ. Bởi vì là... Nó gọn đúng không? Đúng rồi, bởi vì là em đang muốn setup là sẽ giả là mình đang ngồi ở sau kính lái luôn. À. Cái màn hình làm kính lái. Ừ. Thì khi mà cái bay này nó càng nhỏ thì em càng đặt được gần với màn hình thì nhìn đúng nó rồi. Càng đỡ lệch. Nhìn nó càng đỡ lệch và vâng. Điểm yếu chung với những cái bộ mà dùng hệ thống truyền tổng khác thì nó sẽ rất là to. Đúng rồi, con T300 to quá, to hơn em ngờ. Nhỏ gọn nhưng mà khỏe. Anh nghĩ là em lấy đôi thanh nhôm nữa. Ừ, thanh nhôm chạy dọc dưới này. Ừ. Hai thanh chạy dọc. Tại vì nó có hai chỗ áp, hai chỗ bắc thì hai thanh nhôm xong. À.
em bắt tạm hai con, tại em đang có sẵn hai con ốc ở dưới này. Con này để vào được, để vào được mà. Không, anh này phải, anh phải tháo cái đầu ra. Ừ, của anh hai dễ sút mà. Của em không vào đâu. Không vào được đâu. Thế nó mới chắc, nó phải tào thằng không vào được nó mới chắc. Ở nhà anh là phải nó đi bắt hai con thôi. Em bắt tạm hai con. Chứ ở nhà anh là anh là lách nó suốt. Của em không lách được đâu. Cái này nó phải có theo chiều gì không? Không theo chiều gì cả. Em cân lại trong đấy được. Đây là 4 này. Bốn đấy, lộ ngược lại. Ừ. Không ở giữa, ấn sập vào được. Yeah. Ui, cao thế. Phải hạ đúng rồi. Hơi cao đúng không? Cao vãi chửng luôn anh. Bây giờ bấm lên nó lên nguồn không anh? Rồi, bật máy đi. Trông là lý này. Mày nhạy nhạy, ui chừng tí nó đã nhảy rồi. Thế nó bảo nó direct drive nó sẽ rất là nhạy, nó rất là chính xác. Ê, em vào đây xem là các thứ nó chỉnh lại hết chưa? Đây, phần này event setting. Equalizer này. Đấy. Có nghĩa là nó sẽ tùy chỉnh phản đối lực theo bề mặt đường. À. Giờ tốc độ em làm, ví dụ đây là em đi là ABS lại dùng với mức nào? Em muốn dùng cao hơn nữa thì em... À. Đấy. Đến tối nhỉ? Tí nó chỉnh em ban ngày. Có phản đối lực chưa? Có rồi anh. Lại trưởng em không hưu thâu được. Thế như là phanh chưa được chưa? Không phải, ý là nó bị kênh này này. Ờ. Có phanh. Ô, phản ứng lực nó đang bao nhiêu nhỉ? Thế nhẹ nhiều không? Đi. Phản ứng lực vừa nãy anh em mình xét bao nhiêu nhỉ? 100. Nặng à? Không phải, em thấy nó đang nhẹ. Hay là... Đấy, cái thanh phản ứng lực này. Ấy à? Có, thì nó chạm như thế nhỉ? Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Ui ui. Ui giặc áp phết đấy, đùa đâu. Đãi trưởng. Côn nhẹ. Nhảy. Không dám hưu thâu. Cái nào con em phải chế lại cái phanh này, không là không hưu thâu được. Tủ nặng không? Dạ. Tủ nặng không? Có anh. Này hợp lý đấy. Nhưng mà cảm giác nó khác hơn tay 300 thì không thấy nó sượng sượng đâu. Lắc này sướng lắm. Này, ui, nó rắc phê cực. Con tay 300 này nó thật anh là lắc này cảm giác nó hơi sật đấy. Cảm giác nó lôi một cái gì đấy đi ấy, đúng là lôi dây Cora đi. Nó lôi cái dây Cora đi, và đây là em lôi một con motor đi, chấm em không lôi một cái gì. Ui, cảm giác này nó có một cái độ giữ giữ ở ui thích ấy. Thế thích thật sự ấy, hợp lý. Xứng đáng đấy chứ. Ui, sửa được lái này, phải, em tay vào trong quả đấy là em chớ rồi. Ai thế. Ui, được anh ạ, hợp lý đấy. Độ rung nhỏ nhất nó có luôn. Ừ. Đây em để không thật đi nào, không có gì cả, nó vẫn đang rung này. Đấy, nó vẫn có cái độ rung kiểu bề mặt đường nó không thẳng ấy. Được anh ạ. Con T300 mà lúc đi chậm chậm này nó sẽ có một cái sượng sượng gì đấy. Ừ. Có nghĩa là em thấy nó phản ứng đứng nó kiểu gì, nhưng con này nó nặng đầm đầm tay ấy. Rất đi chậm nên là cái dây bu loa nó chưa hết ở cái bánh răng của cái dây bu loa ấy. Ồ, em thấy nó cứ dập dừng ở phía giữa cái bánh răng đấy. Em cảm giác nó có một cái gì đấy lúc mà đi chậm. Con T300 nhưng con này nó rất là đều. Lực vào đầu tiên nó đã thấy nó đều rồi. Ui, nhiều vô lăng to này đi thích hơn đấy ạ. Vô lăng to thì sướng hơn. Vâng, giá nhìn nó khác hẳn luôn đấy. Cảm thích cái bay nó gọn nữa, em nhìn có nghĩa là em nhìn xuyên thấu được vào qua màn hình ấy. Ừ. Nhưng T300 nó chùm hết đây rồi, chả nhìn không gì thấy cái gì cả. Vâng. Đâu luôn. Anh sẽ phản đầu cho anh. Là xe khách mình phải chạy như thế nó mới đúng bài. Mấy anh em comment là chạy xe khách này không đúng rồi. Phải chạy lao. Con này bấm sướng thật đấy. Nhưng mà nó có bị nhẹ anh. Ồ, và cấp có cảm giác hơn đấy. Được anh ạ. Còn đi đều khác. Ui. Ui nó lắc chính ra là cũng khá là giống con Fanatec nha anh. Ừ.
chẳng qua cái phản hồi nó nhẹ hơn thôi, nhưng mà có chi tiết đấy. Ví dụ Fanatec ở cái đoạn này nó sẽ lắc mạnh hơn, nó sẽ hơi rằng một tí cái đoạn đấy. Con này thì vẫn có nhưng mà nó nhẹ. Ok, con này là 8. Con này cua rộng ra một tí nữa. Trời ơi, lâu lắm anh không tập rồi. Đấy, trước em chạy lên đây kia rồi mà. Rồi, xong ra khoảng tầm nửa tiếng thử thì cảm giác của em so với vô lăng cũ thế nào? Thực ra là em thấy cái rõ ràng nhất là cái độ chi tiết phản hồi về từ mặt đường lên với cả vô lăng. Những game như là đặc biệt như là AC hay là ACC ấy, thì là em thấy nó phản hồi tốt hơn con T300. Tại vì là con T300 thì cảm giác khi mà mình đánh ngược lái lại so với cái phản hồi lực của nó sẽ hơi sượng sượng. Còn rằng lại còn... Đúng rồi. Vâng, còn con này thì em thấy là nó có một cái độ chi tiết cao. Thế cả mình tự tin đúng không? Mình rằng lại tự tin con kia em sẽ hơi có cái gì đấy nó hơi bị lôi nhau đi ấy. Nhưng em bị sợ nó bị đứt cái gì ở trong cái bay. Nhưng con này đánh rất là chắc, cũng cảm giác nó không có một cái gì nó bị lôi nhau đi cả, mà nó rất là chắc và anh sướng lắm. Nói chung là bõ từ T300 lên con này là bõ, rất bõ. Vâng, đúng rồi. Rồi thì Hiếu đã đổi từ T300 lên Moza R5 và cảm giác rất là phê. Và nói chung là đây là mới trải nghiệm ban đầu. Về sau thì chi tiết có thể cái em điều chỉnh nó dễ hơn thì sẽ nó cảm thấy nó chi tiết hơn. Thì lúc đấy có thể chúng ta lại một video nữa về cảm giác tầm sau 1 tháng 2 tháng em dùng xem như thế nào. Vâng. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại Hiếu trong một livestream. Dạ vâng. Ok anh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.